Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của đài truyền hình Trà Vinh hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 1. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động tại Trà Vinh. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia thăm chúc Tết lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay ngày 19 tháng 1, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và công nhân lao động tại Trà Vinh. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác của Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà Tết cho mẹ chị Nam Anh Hùng Kiến Thị Ba, sinh năm 1932 ở khóm 3 phường 1 thành phố Trà Vinh. Mẹ có hai con là liệt sĩ và thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Lâm Ngọc Anh, sinh năm 1928 ở khóm 10 phường 7 thành phố Trà Vinh. Mẹ có một người con duy nhất là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam. Trò chuyện cùng các mẹ Việt Nam Anh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận sự hy sinh đóng góp của các gia đình và khẳng định rằng sự quan tâm, thăm hỏi và chăm sóc sức khỏe các mẹ là trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời chúc các mẹ sống vui, sống khỏe và mãi mãi là những tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến tham dự chương trình và trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tại đây có 140 phần quà Tết được trao cho 40 hộ nghèo ở huyện Châu Thành, thành phố Trà Vinh và 100 phần quà cho 100 công nhân, người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Trong tiềm thức, trong ý thức, trong suy nghĩ của tôi thì Trà Vinh cái hình ảnh đầu tiên đập vô mắt á là những cái hàng cây dầu cổ thụ mà có từ thời Pháp đến bây giờ. Không phải địa phương nào cũng có. Lúc nãy đi trên đường thấy được cái điều đó. Nhưng cái điều quan trọng hơn là thấy được một cuộc sống rất là yên bình ở nơi đây. Năm vừa qua thì cả thế giới, cả nước và kể cả Trà Vinh gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì mọi người đã đồng lòng, đồng sức, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt những kết quả tích cực. Qua báo cáo của đồng chí Chủ tịch thấy rất là rõ. Phát triển trên tất cả các mặt và có những mặt rất là nổi trội, ví dụ như xây dựng nông thôn mới, ví dụ như triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đáng kể là việc chăm lo cho những người yếu thế, cho bà con nghèo. Thực ra theo suy nghĩ của tôi thì Trà Vinh là cái địa phương mà trong những lúc khó khăn như thế này là mình có lợi thế nhiều nhất, tức là cơ cấu đóng góp cho kinh tế, phát triển kinh tế xã hội nó đều ở tất cả các lĩnh vực. Cho nên hả, bên này nó hụt một chút thì bên kia nó bù vô. Cái thứ hai là mình không có làm gì lớn, mình phát triển không có mạnh lắm. Cho nên mình không bị những cái hệ lụy của cái sự phát triển nóng, phát triển nhanh. Cái thứ ba là nông nghiệp vẫn là lợi thế của mình. Cho nên mình có được sự ổn định. Chưa bao giờ mà giá nông sản nó tốt như năm nay. Chưa bao giờ mà hàng nông sản của mình xuất đi nước ngoài mà được mọi người đón nhận như vậy. Cũng một lần nữa thì xin chúc mừng Trà Vinh về những cái việc đó. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng Trà Vinh có dư địa phát triển rất lớn, đặc biệt là năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường. Do đó, bên cạnh việc chú trọng phát huy lợi thế để phát triển kinh tế, tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cuộc sống cho người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc và công tác chăm lo Tết cho nhân dân luôn được tỉnh chú trọng thực hiện. Trong năm, tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,25% nghị quyết, đứng thứ 2 trên 13 tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thứ 12 của cả nước. Các lĩnh vực đều phát triển khá và sự phục hồi kinh tế diễn ra khá đồng đều giữa các địa phương. Trong đó, nhiều địa phương có tốc độ tăng giá trị sản xuất cao. Quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 83.300 tỷ đồng và có mức thu nhập bình quân đầu người đạt gần 82 triệu đồng. Cũng trong sáng nay,
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Trà Vinh. Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng năm mới đến cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Trà Vinh. Phó Thủ tướng cho rằng năm 2024, dự báo tình hình thế giới còn khó khăn phức tạp hơn năm 2023 và sẽ tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh Trà Vinh. Qua đó, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Trà Vinh cần tăng cường các mặt công tác để đảm bảo ổn định tình hình, không bị động bất ngờ trước mọi tình huống, nhất là tình hình về công tác dân tộc, về tội phạm công nghệ cao và tội phạm ma túy. Thông qua các hoạt động thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, nhằm góp phần khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đối với đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay ngày 19 tháng 1, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có buổi tiếp đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Điên Sarun, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết lãnh đạo tỉnh Trà Vinh. Tại buổi gặp gỡ chúc Tết lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Đại tướng Điên Sarun cho biết mỗi dịp Tết đến là hai nước thành lập các đoàn đến thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết nhau, thể hiện mối quan hệ khăng khít, đoàn kết và truyền thống tốt đẹp của hai nước. Đặc biệt là mới đây, Đảng Nhân dân Campuchia đã tổ chức meeting trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng 7 tháng 1. Đây là sự kiện lịch sử của tình đoàn kết quốc tế trong sáng chân thành giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, mở ra trang sử mới trong quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước. Thay mặt Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Vương quốc Campuchia, Đại tướng Điên Sarun chúc mừng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng ngày càng gắn bó bền chặt. Đồng thời gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đón mùa xuân mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã bày tỏ sự vui mừng khi đón tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm chúc Tết. Hoạt động này thể hiện tình hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và sự đoàn kết giữa Bộ Tư lệnh Hoàng gia Campuchia và tỉnh Trà Vinh nói riêng. Qua đó mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục có những hoạt động giao lưu gắn kết nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia nói chung, tỉnh Trà Vinh và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng ngày càng phát triển bền chặt. Chiều hôm qua ngày 18 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Ông Lê Văn Hẳng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến quốc phòng an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh và các nội dung của ngày biên phòng toàn dân. Nổi bật là các lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt phương châm ba bám bốn cùng là bám trụ, bám dân, bám địa bàn và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Qua đó góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới biển. Trong 5 năm qua, Trung ương và tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều dự án lớn ở địa phương khu vực biên giới biển. Từ đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của người dân. Đến nay, 100% huyện biên giới biển của tỉnh đạt huyện nông thôn mới. Đồng thời có 9 trên 11 xã thị trấn khu vực biên giới biển đạt chuẩn nông thôn mới, có 66 trên 66 ấp khóm đạt chuẩn văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương đã duy trì thực hiện nhiều chương trình ký kết phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực hiện nhiều hoạt động hướng về biên giới, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện có hiệu quả các nội dung ngày biên phòng toàn dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳng đánh giá cao kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được qua 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày biên phòng toàn dân,
đồng thời cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Song song đó cần đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới tổ quốc, mở rộng các hình thức an ninh tự quản tại cộng đồng, ấp, khóm và tăng cường tổ chức phòng thủ trên các địa bàn trọng điểm, bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần tích cực xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới biển, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng biên giới biển. Bộ đội biên phòng tỉnh cần phối hợp với cấp ủy chính quyền và các ban ngành trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về xây dựng và bảo vệ tổ quốc thành các nội dung, chương trình và có giải pháp bước đi sát hợp. Trong đó cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của ngày hội biên phòng toàn dân ở cơ sở. Dịp này có 11 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời có một tập thể và một cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ngày 18 tháng 1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Năm 2023, các cơ quan trung ương địa phương đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, các đơn vị quân đội xây dựng kế hoạch triển khai các hội đồng điều phối vùng kinh tế trên toàn quốc, kiện toàn cơ cấu tổ chức ban chỉ đạo liên ngành về hợp tác tiểu vùng, thẩm định các dự án trọng điểm quốc gia, chỉ đạo 38 trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh và trên 4.000 trường phổ thông, cao đẳng, đại học nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Song song đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp diễn tập tác chiến sát với thực tiễn, với trọng tâm là diễn tập đối kháng tác chiến không gian mạng, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu 3, quân đoàn 12. Trong năm qua, đã xây dựng nâng cấp 132 chốt chiến đấu dân quân tự vệ trên tuyến biên giới đất liền. Bên cạnh đó, các hải đội dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức tuần tra phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU trên các vùng biển, từ đó đã góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và xây dựng quốc phòng toàn dân trên biển. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ tổ quốc năm 2024, các bộ ngành trung ương địa phương sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược để kịp thời tham mưu với đảng, nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó là thực hiện tốt công tác phổ biến kiến thức, giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và toàn dân, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh và thế trận lòng dân vững chắc. Chiều ngày 18 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, ngành thông tin và truyền thông tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng chú ý, năm 2023, doanh thu các dịch vụ bưu chính chuyển phát ước 107 tỷ 880 triệu đồng, tăng 30,57% so với năm 2022. Doanh thu dịch vụ viễn thông ước 1.005 tỷ 234 triệu đồng, tăng 4,17% so với năm 2022. 5G hiện tại phát thử nghiệm 4 trạm tại thành phố Trà Vinh, tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G lên đến 100%. Tỷ lệ người dùng sử dụng smartphone trên tổng số người dùng điện thoại di động tiếp tục gia tăng, lên tới 76,7%. Toàn tỉnh có 9 đài truyền thanh cấp huyện, 101 trên 106 trạm truyền thanh cấp xã, với tổng số 1.868 cụm loa các loại, trong đó có 298 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Đặc biệt, trong chuyển đổi số, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ứng dụng công dân số tích hợp, liên kết các ứng dụng tiện ích chuyển đổi số, giúp người dân doanh nghiệp sử dụng các tiện ích dịch vụ công, thanh toán trực tuyến một cách dễ dàng. Đến nay, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông của tỉnh xếp hạng 21 trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước và xếp thứ 4 trên 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ngành thông tin và truyền thông đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành cần lưu ý tập trung thực hiện trong thời gian tới, như các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ nắm bắt, xử lý nhanh những thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, tránh lan rộng gây hậu quả nghiêm trọng.
phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng ở cơ sở, phát triển hoàn thiện hệ thống 5G, tăng cường triển khai, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, quan tâm rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xấu, sai sự thật trên mạng xã hội, Internet. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Hôm qua ngày 18 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành giao thông vận tải trong năm 2023. Trong đó nổi bật nhất là kết quả triển khai xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 nối liền hai tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, kết quả cải tạo nâng cấp quốc lộ 53, quốc lộ 54 và đầu tư xây dựng quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là xây dựng kế hoạch mở tuyến bến đưa rước hành khách Trà Vinh, Côn Đảo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang còn đánh giá cao kết quả vận tải của tỉnh trong năm 2023 với mức tăng trưởng từ 6 đến 8% so với năm 2022 và công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đưa vào hoạt động nhiều dự án công trình với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các địa phương trong tỉnh. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Quang đề nghị ngành giao thông vận tải tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương để nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó đặc biệt quan tâm đến dự án luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2, xây dựng cầu Đại Ngãi đảm bảo đúng tiến độ đề ra và tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ 54 đoạn Vĩnh Long Trà Vinh, quốc lộ 53 đoạn Long Hồ Ba Si và xây dựng tuyến hành lang ven biển và các tuyến đường hạ tầng thiết yếu khác. Trước mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải tăng cường quản lý tốt công tác giao thông vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sáng nay ngày 19 tháng 1, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh ủy và của Đảng ủy khối cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối, ủy viên ủy ban kiểm tra và các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết những văn bản được triển khai quán triệt tại hội nghị là những văn bản mới quan trọng của Trung ương và của tỉnh ủy Trà Vinh về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Tám đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch hành động và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định này. Mặt khác, cần quan tâm quán triệt tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên và người lao động của cơ quan đơn vị về những văn bản mới của Trung ương, của tỉnh ủy và ủy khối bằng những hình thức phù hợp. Sau phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Tám đã triển khai đến các đại biểu những nội dung cơ bản của quy định số 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán, cùng quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ngoài hai quy định nêu trên, các đồng chí phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp còn lần lượt triển khai quán triệt quy định số 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định số 124 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, quy định số 125 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập, quy định số 138 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ chi bộ cơ sở cơ quan, cùng hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Bên cạnh quán triệt các văn bản mới của Trung ương tại hội nghị, các đồng chí thường trực Đảng ủy khối còn triển khai các văn bản mới của Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh, gồm quy định số 3286 về xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, quy định số 3547 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định số 3551 về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh. Cùng với đó là các kế hoạch hành động của Đảng ủy khối bao gồm kế hoạch số 125 về triển khai thực hiện quy định số 3286 về xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, kế hoạch số 130 về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong đảng bộ khối và kế hoạch số 131 về thực hiện quy định số 3547 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Ngày 18 tháng 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 năm 2023 cho các hiện vật và nhóm hiện vật.
trong đó có sưu tập dàn lá Châu Thành, Trà Vinh. Bảo vật quốc gia là bộ sưu tập gồm 9 hiện vật dàn lá có chạm khắc hình hoa sen và hình voi của Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh, là những lá dàn giác mỏng được chế tác bằng kỹ thuật khắc miết, kỹ thuật gò tán trên bề mặt những lá dàn. Sưu tập dàn lá Châu Thành Trà Vinh được phát hiện trong cuộc khai quật khảo cổ học vào năm 2014 tại di tích chùa Lò Gạch, ấp 3CA, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Theo các nhà nghiên cứu, đây là hiện vật thuộc nền văn hóa Ốc Eo giai đoạn muộn, tức vào thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9 sau Công Nguyên. Sưu tập dàn lá Châu Thành Trà Vinh là một cứ liệu lịch sử quan trọng đối với việc nghiên cứu về văn hóa Ốc Eo và lịch sử hình thành phát triển của vùng đất Nam Bộ. Sưu tập hiện vật còn là tư liệu nổi bật, minh chứng quá trình trao đổi, giao lưu giữa văn hóa bản địa và các yếu tố văn hóa ngoại nhập. Những hiện vật được phát hiện tại di tích chùa Lò Gạch cho thấy, di tích này đã từng là một trung tâm tôn giáo lớn và quan trọng trong thời kỳ văn hóa Ốc Eo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cũng như vùng Gò, vùng Cát thuộc miền Tây Nam Bộ, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 9. Sưu tập hiện vật dàn lá chạm khắc hình hoa sen và hình voi là sưu tập quý, có tính độc bản, độc đáo nổi bật, có giá trị quan trọng đối với quá trình nghiên cứu và nhận thức đầy đủ hơn về nền văn hóa Ốc Eo. Như vậy, tính đến nay, sau bảo vật quốc gia Ngẫu Tượng Linh Ga Yoni, sưu tập dàn lá Châu Thành Trà Vinh là bảo vật thứ hai được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận cho tỉnh Trà Vinh. Ngày 18 tháng 1 tại phường 9 thành phố Trà Vinh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đến dự có ông Chu Mạnh Sinh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chương trình đã trao 40 sổ bảo hiểm xã hội và 30 thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh với tổng giá trị trên 50 triệu đồng. Được biết, từ năm 2023 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh đã trao tặng 57 sổ bảo hiểm xã hội tổng số tiền trên 40 triệu đồng và trên 15.000 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ. Chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội với ý nghĩa góp phần giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh khi đau ốm, đồng thời tạo cơ hội cho người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Ngày 18 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức khai mạc giải vô địch quần vợt tỉnh Trà Vinh mừng Đảng mừng Xuân năm 2024. Giải vô địch quần vợt tỉnh Trà Vinh là môn thể thao thứ hai trong chuỗi hoạt động thể thao được tổ chức mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc. Giải năm nay thu hút trên 50 vận động viên đến từ các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đại học Trà Vinh, Trường Cao đẳng Y tế, Công ty Điện Điện Duyên Hải và các câu lạc bộ quần vợt trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu với 4 nội dung: đơn nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây là giải được tổ chức thường niên hàng năm của tỉnh với mục đích tăng cường sức khỏe, giao lưu kết nối những người đam mê tập luyện môn quần vợt, qua đó từng bước xây dựng và phát triển mạnh mẽ phong trào tập luyện và thi đấu môn quần vợt trên địa bàn tỉnh. Giải diễn ra trong 4 ngày, ban tổ chức bế mạc trao giải vào ngày 21 tháng 1 tại sân quần vợt tỉnh Trà Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kết quả quan trắc môi trường nước và bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Kết quả quan trắc môi trường nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Chi cục Thủy sản quản lý chất lượng Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông Đồng Cuộc phục vụ nuôi trồng thủy sản đo ngày 19 tháng 1 năm 2024 như sau. Cầu Rạch Cóc, Long Hòa, Châu Thành, độ mặn 2/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Bến phà Long Hưng, Hòa Minh, Châu Thành, độ mặn 2/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Sông Vinh Kim, Cầu Ngang, độ mặn 2/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 72mg trên lít, nhiệt độ nước 27 độ C. Cầu Ô Lắc, Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, độ mặn 8/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 29 độ C. Cống Thâu Râu, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, độ mặn 16/1000, độ pH 8, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 27 độ C. Cống Ba Chiệp, Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, độ mặn 5/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 31 độ C. Sông Long Toàn, thị xã Duyên Hải, cầu Long Toàn, độ mặn 12/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 72mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Cầu Sông Giang, Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, độ mặn 15/1000, độ pH 8, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 30 độ C. Cầu Ba Động, Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, độ mặn 12/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 90mg trên lít, nhiệt độ nước 27 độ C. Cống La Bang, Đông Châu, Duyên Hải, độ mặn 21/1000, độ pH 7.5, độ kiềm 107mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C.
cầu kênh đào Long Chỉnh, Duyên Hải, độ mặn 17 phần ngàn, độ pH 8, độ kiềm 107 mg trên lít, nhiệt độ nước 28 độ C. Bến đò Phước Thiện, Đông Hải, Duyên Hải, độ mặn 27 phần ngàn, độ pH 8, độ kiềm 90 mg trên lít, nhiệt độ nước 27 độ C. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20 tháng 1 năm 2024, mây thay đổi, ít mưa, sáng sớm hơi se lạnh và có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Trà Vinh 145cm, thấp hơn cả hôm nay 10cm. Trên sông Hồng tại thị trấn Cầu Quan 135cm, thấp hơn cả hôm nay 11cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 10.5 phần ngàn, lớn hơn cả hôm nay 0.5 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 9 phần ngàn, lớn hơn cả hôm nay 0.5 phần ngàn. Tại Cầu Quan 1 phần ngàn, lớn hơn cả hôm nay 0.5 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Bỉ 8 phần ngàn, lớn hơn cả hôm nay 0.5 phần ngàn. Trà Vinh 2 phần ngàn, lớn hơn cả hôm nay 0.8 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 giật cấp 6, biển động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4, biển bình thường.